Thao tác chọn vẫn là một trong những thao tác mà chúng ta cần phải chú ý đầu tiên, tại vì là làm cái gì chúng ta cũng phải chọn cái phần chúng ta cần làm. Đấy. Ba nhóm công cụ chọn đầu tiên là nhóm công cụ Marquee, Luxo và Majorana thì chúng ta đã làm việc rồi. Và thường là chúng ta sẽ vẽ hoặc là chúng ta xử lý nào đó, chúng ta bao lấy đường chu vi, bao lấy cạnh của một cái đối tượng mà chúng ta muốn lấy. Sau đó thì chúng ta tách nó ra và chúng ta ghép vào với một đối tượng khác, ghép vào với một tài liệu khác. Những công cụ đấy là công cụ rất cơ bản, nhưng không phải trong mọi trường hợp nó đều giúp chúng ta chọn được cái chúng ta cần. Trong ví dụ mà các bạn đang nhìn ở trên màn hình đây, thì rõ ràng nếu bây giờ tôi yêu cầu các bạn sử dụng những công cụ mà chúng ta đã trao đổi để mà lọc ra lấy cái cây dừa này ghép sang một cái cảnh khác thì chắc là ngồi khóc luôn, tại vì các công cụ đó nó còn tồn chứa những cái điểm yếu của nó và nó không thể giúp chúng ta xử lý được một cái đối tượng có tính phức tạp như thế này. Hình hài của nó quá phức tạp, sự đan xen giữa các chi tiết cộng với hậu cảnh là rất là lớn, và do đó nếu như mà chúng ta ngồi chúng ta làm thì chắc là không làm nổi. Tất nhiên là về sau chúng ta có thể có thêm một vài công cụ nữa, nó tinh vi hơn, nó chính xác hơn, nhưng trong một số trường hợp thì chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi mặt tư duy khi mà làm việc. Thay vì việc là tôi lấy một cái đối tượng nằm ở tiền cảnh thì bây giờ tôi sẽ giải quyết bằng cách là tôi xóa bỏ cái hậu cảnh đi. Một trong hai cách đó, chọn tiền cảnh mà đơn giản thì tôi chọn tiền cảnh, mà chọn tiền cảnh phức tạp quá trong khi là hậu cảnh nó đơn giản hơn thì tôi sẽ chọn cái phương pháp là xóa hết hậu cảnh đi. Hậu cảnh không còn thì đương nhiên sẽ còn lại cái tiền cảnh chúng ta cần. Và đã nói đến xóa thì là liên quan tới công cụ tẩy. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc với công cụ tẩy nhé. Đây bây giờ tôi tách ra, tôi lấy một cái phần ảnh nhỏ nhỏ này thôi, liên quan tới cái cây dừa này thôi, không cần lấy bên cạnh. Copy này. Sau đó File New, nó sẽ mở ra một file có kích thước đúng bằng cái vùng mà chúng ta chọn. Ctrl V, dán vào. Đây, tôi có cây dừa riêng thôi. Nhưng trước khi mà xử lý chân này thì chúng ta cũng lại phải nói chuyện một chút xem cái công cụ tẩy nó làm việc thế nào. Đây, công cụ tẩy là công cụ này, Erase, và nó có ba nhóm, ba biến thể khác nhau: công cụ tẩy thông thường, công cụ tẩy nền và công cụ tẩy ma thuật. Có ba cái. Trước tiên là chúng ta làm việc với công cụ tẩy thường đã. Khi tôi chọn công cụ và đưa nó vào trong màn hình thì các bạn sẽ thấy có một cái diện tích hình tròn hiện lên ở trên màn hình. Đấy chính là cái diện tích đầu tẩy. Nếu bây giờ tôi tiến hành tẩy thì nó sẽ xóa đi những vùng mà tôi không muốn. Tuy nhiên, trước khi tẩy xóa thì chúng ta cũng sẽ nói luôn về mặt thao tác kích thước và một vài cái option nhỏ nhỏ của tẩy trước khi làm việc. Tại vì có những vùng nó rất là bé, tôi cần một cái tẩy bé hơn thì tôi làm như thế nào. Cái vùng mà tôi cần tẩy to thì tôi thay đổi kích thước như thế nào, thì chúng ta trước hết là nói về kích thước đã. Thì các bạn nhìn lên trên thanh option phía trên này thì các bạn đang thấy có một con số 150 nó hiển thị ở đây. Thực ra thì đây không chỉ riêng về tẩy, mà thao tác này sau khi tôi nói với các bạn thì các bạn cũng sẽ áp dụng để làm việc với tất cả các cái công cụ khác khi mà chúng ta điều chỉnh kích thước của công cụ. Đây là con số thông báo kích thước của đầu công cụ. Và cái hình tròn này thì nó sẽ thể hiện thêm một cái yếu tố nữa là cái đầu công cụ đó là dạng cứng hay mềm. Các bạn nếu mà sổ danh sách ra thì các bạn sẽ thấy mấy cái chỗ mà các bạn có thể điều chỉnh. Một là size, là cái con chữ ở phía trên. Các bạn sẽ thấy ở trong này một con số có kèm theo đơn vị pixel để thông báo là cái đầu công cụ này đang có kích thước là bao nhiêu. Các bạn có thể kéo con trượt này sang trái để giảm kích thước của công cụ. Đây các bạn nhìn cái vòng tròn nó đã nhỏ lại rồi. Hoặc các bạn kéo sang phải để làm cho nó to lên. Hoặc các bạn có thể đặt thẳng vào cái chữ size này, nhấp giữ chuột và kéo sang phải để tăng, nhấp giữ chuột để kéo sang trái để giảm. Hoặc bôi đen, gõ trực tiếp một tham số vào. Đấy là các cách để mà chúng ta ra giảm tham số của cái trò chuột, đầu chuột của chúng ta. Thế còn ở bên dưới
thì chúng ta sẽ có một giá trị nữa là giá trị độ cứng. Cái này thì lại quay trở về với lại cái khái niệm vùng chọn để chúng ta minh họa, chúng ta hình dung đúng không? Nếu như tôi có một vùng chọn bình thường mà không có phe dơ, thì khi tôi tô màu, tất cả màu nó sẽ nằm ở trong cái vùng chọn này thôi, đúng không? Và tô theo kiểu solid đều từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, và không có một tí tẹo màu nào lọt ra khỏi cái vùng chọn này. Khi tôi hủy vùng chọn đi thì các bạn nhìn thấy cái vết tô này rất là sắc nét và rõ ràng. Đấy là một vùng chọn mà không có phe dơ. Nếu bây giờ tôi lại xử lý một cái vùng cũng tương tự như thế, nhưng tôi gán phe dơ, thì tôi sẽ có cái gì? Select Modify Feather hoặc Shift F6 đó. Ví dụ tôi cho nó 20 pixel đây. Và bây giờ tôi cũng tiến hành tô. Tô bằng màu hậu cảnh là sẽ phím tắt là Control Delete. Ok, chúng ta thấy cái gì ạ? Không sắc đúng không? Chỉ đậm ở tâm, càng ra ngoài thì càng nhạt, và tô có thể là lấn ra khỏi cái vùng chọn. Thế thì như thế này, cùng một cái kích thước tương tự giống nhau, cùng một thao tác giống nhau, nhưng độ cứng mềm của công cụ nó cũng sẽ tạo ra những cái tương tự như thế này. Đấy. Lúc nào mà muốn tẩy xóa sạch bách hết tất cả, muốn tẩy xóa một cách rõ ràng mạch lạc về mặt biên độ, cái đường viền của cái công cụ nó tẩy đến đâu là sạch đến đó, thì chúng ta sẽ để cái công cụ này là cứng. Đấy. Cứng là 100%, còn dưới 100% bắt đầu là đầu công cụ mềm, và do đó thì nó sẽ tẩy có chỗ đậm, có chỗ nhạt, có chỗ tẩy hết, có chỗ thì vẫn còn dư lại. Thế thì đến đây chúng ta sẽ giải quyết hai vấn đề. Một là thiết lập về kích thước của đầu công cụ, hai là thiết lập độ cứng mềm của đầu công cụ. Thế thì thay vì việc là xoay sổ danh sách ra và các bạn kéo con trượt này, thì các bạn có hai cách sau để có thể tăng hay giảm các cái kích thước của đầu công cụ như sau. Trước hết là các bạn chọn công cụ, đưa vào đây và quan sát cái độ tròn, độ lớn của cái đầu công cụ. Nếu mà các bạn muốn tăng kích thước lên, thì ngoài cái việc là các bạn sổ danh sách này và kéo con trượt, thì các bạn còn có hai phương pháp. Bây giờ tôi trình bày phương pháp thứ nhất là các bạn xử lý bằng bàn phím. Thì ở trên Photoshop nó cung cấp cho các bạn cái phương pháp là tăng giảm kích thước của đầu công cụ bằng sử dụng phím trên bàn phím. Và phím ở đây của chúng ta là phím mở ngoặc vuông và đóng ngoặc vuông. Mở ngoặc vuông là giảm, đóng ngoặc vuông là tăng. Tuy nhiên lưu ý với các bạn một cái vấn đề như thế này, đó là khi chúng ta nhấn cái phím mở ngoặc vuông hoặc đóng ngoặc vuông, thì chúng ta cũng phải để ý xem là ngoài Photoshop ra thì có chương trình nào đang mở cùng hay không. Và điều tôi muốn nhắc đó chính là cái bộ gõ tiếng Việt, có thể là VietKey, có thể là UniKey. Các bạn kiểm tra giúp tôi xem bộ gõ tiếng Việt đang bật hay không, và nếu bật thì nó đang để ở chế độ là tiếng Việt hay là tiếng Anh. Thế còn lý do tại sao thì đây tôi sẽ trình bày luôn cho các bạn nhìn. Tôi tạo một layer mới nhé. Trong layer này bây giờ tôi sẽ ghi chú lần lượt các cái số ở trên layer để các bạn biết được là chúng ta đang làm việc với lại cái layer nào. Đây, quan sát này. Đây là layer số 1. Tôi tạo tiếp layer số 2. Và tôi vẽ số 2 lên đấy. Tôi tạo tiếp layer số 3. Tạo tiếp layer số 4. Đến đây thì tôi sẽ tăng kích thước của cái đầu bút này lên, hoặc là vừa nãy chúng ta đang nói là tăng đầu tẩy. Thực ra đầu nào cũng là đầu công cụ thôi, và cách dùng chung nhau. Bây giờ nếu như mà tôi sử dụng phím đóng hoặc vuông để tôi tăng cái kích thước đầu bút lên, tôi sẽ nhấn này một lần, hai lần. À, tôi nhấn đến lần thứ hai, các bạn nhìn thấy cái layer số 4 của tôi là bay mất đúng không? Bây giờ tôi lại nhấn thêm lần nữa này, một lần, hai lần, layer số 3 bay mất. Một lần, hai lần, layer số 2 bay mất. Bây giờ một lần, hai lần, có bay nữa không? Không bay nữa. Trong mọi trường hợp
Photoshop lúc nào cũng phải có ít nhất một layer. Nếu như nó đã xóa của tôi những cái layer phía trên rồi và xuống đến cái layer cuối cùng thì nó sẽ không xóa được nữa. Tuy nhiên như thế thì nó là cái vấn đề nguy hiểm, đúng không? Tại vì chúng ta làm việc với nhiều layer trong cái quá trình làm việc, mà cái thao tác tăng hay giảm đầu kích thước công cụ này mà chúng ta lại không kiểm soát được, mà lại mất đi một layer nào đó, nó sẽ làm mất mất cái công việc mà chúng ta đang thực hiện. Có thể chúng ta biết, cũng có thể chúng ta không biết. Biết là may, còn không biết thì là chúng ta sẽ đánh mất mất một cái công việc nào đó mà chúng ta đã làm rồi. Do đó thì trước khi mà áp dụng cái lệnh này thì các bạn kiểm tra, tạo thành một thói quen cho tôi nhé, là các bạn kiểm tra ngay cho tôi xem là cái công cụ gõ tiếng Việt này nó đã tắt hay bật đó, và nếu nó bật thì nó đang ở tiếng Việt hay tiếng Anh. Tại sao tôi lại hỏi các bạn là tiếng Việt hay tiếng Anh? Vì đây, bây giờ tôi lại khôi phục lại mấy cái layer này và tôi chuyển đổi cái bộ gõ tiếng Việt này thành tiếng Anh. Click vào đây, nhìn thấy chữ E đúng không? English rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta tăng hay giảm này. Tăng nhá, tăng thì là đóng vào vuông này, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhìn thấy đầu công cụ đang to lên nhưng không có layer nào bị mất đi, vì lúc này nó không bị sung, nó không bị sung cái phím tắt đấy. Chứ còn cái bộ gõ tiếng Việt mà lại để ở chế độ tiếng Việt thì chắc chắn sẽ sung với Photoshop, và các bạn sẽ gặp được một trong hai trường hợp. Thường là trường hợp mất, giống như tôi vừa làm thì là chuẩn, thường là như thế. Nhưng cũng có một trường hợp khác ngược lại, là đang làm ở layer nào nó sẽ nhân bản mãi cái layer này. Ví dụ như tôi đang làm ở cái layer chứa số 4 chẳng hạn, nó sẽ nhân bản, cứ mỗi một lần tôi nhấp nó lại nhân bản cái layer chứa số 4 lên. Nhưng mà trường hợp này là trường hợp cực kỳ hạn hữu luôn, và tôi cũng không biết là tại sao lúc nó lại nhân bản, lúc thì nó xóa đi nữa. Tôi chưa tìm được ra lý do, bởi vì cực kỳ hiếm. Có lần thì tôi gặp trường hợp đấy, còn hầu như mọi thao tác tôi gặp đều là xóa layer chứ không phải nhân bản. Cho đến giờ tôi vẫn chưa kiểm chứng lại được là nó có cài thêm một cái phần mềm nào khác để ảnh hưởng đấy không. Nhưng mà về mặt nguyên tắc, bất kể là thêm lên layer mới hay là xóa bớt layer đi thì đều là cái điều chúng ta không mong muốn. Do đó thì trước khi mà sử dụng phím tắt để mà tăng hay giảm cái kích thước đó cho công cụ thì các bạn hãy kiểm tra nhanh, và một là tắt bộ gõ đi, hai là chuyển cho tôi sang chế độ gõ tiếng Việt sang thành chế độ gõ tiếng Anh. Ok, thế đấy là tăng hay giảm nhá. Đây, giảm này đấy, các bạn nhìn thấy khi mà tôi gõ cái phím liên tục mà phím tắt là mở vào vuông thì nó giảm kích thước, còn nếu mà tôi gõ sang đóng vào vuông là chúng ta đang tăng kích thước lên. Như vậy là nó thay vì việc là cứ phải trỏ chuột lên tiết trên này, bấm bấm kéo kéo trượt trượt rất là lâu, thì chúng ta có thể là làm nhanh bằng cách gõ phím. Đấy là một cách nhá. Còn cách thứ hai là cái gì? Cách thứ hai đây, các bạn quan sát ở đây là các bạn nhấn giữ phím An trên bàn phím cho tôi, sau đó thì các bạn nhấn giữ phím chuột phải, thì các bạn sẽ nhìn thấy gì đây nhỉ? Kích thước của cái đầu công cụ hiện có, bằng cách là kéo sang phía trái thì các bạn sẽ làm gì đây? Làm nhỏ cái kích thước công cụ lại, và nếu các bạn kéo sang phía phải thì các bạn sẽ tăng kích thước lên. Đấy là cách thứ hai để các bạn có thể là tăng hay giảm kích thước của đầu công cụ mà các bạn không cần phải trỏ lên tít trên này. Đấy, tôi nhắc lại thao tác nhé. Giữ phím An trên bàn phím này, ấn phím phải chuột này và đừng nhả ra. Sau đó các bạn có thể kéo sang trái để giảm kích thước, hoặc là kéo sang phải để tăng kích thước lên. Thì đấy là phương pháp tiếp theo để chúng ta tăng hay giảm kích thước đầu công cụ mà không cần phải lên thanh option. Thế nhưng các công cụ thì đều có hai yếu tố, một yếu tố là kích thước và yếu tố thứ hai là độ cứng mềm. Độ cứng mềm thì chúng ta điều chỉnh một cách thông thường, chúng ta sẽ làm ở trên này, đó là sổ danh sách ở trên thanh option này, kéo cái giá trị hardness này từ bên trái kịch kim là không, có nghĩa là cực kỳ mềm đúng không? Còn nếu chúng ta kéo sang bên phải là cứng, và kích thước trên này khai báo là bao nhiêu thì nó sẽ làm đúng kích thước đấy, không sai một tí tẹo nào cả. Thế thì cái tham số này chúng ta có điều chỉnh được bằng phím tắt như chúng ta điều chỉnh kích thước hay không? Thì cách làm như sau: thay vì việc là
các bạn lại trỏ chuột lên đây, thì các bạn giữ thêm phím Shift cho tôi, giữ thêm phím Shift và ấn mở ngoặc vuông hoặc là đóng ngoặc vuông, thì đấy là cách chúng ta đang tăng hay giảm độ cứng hay độ mềm của cái bút. Nếu mà giữ Shift và mở ngoặc vuông là chúng ta đang giảm độ cứng, còn nếu như chúng ta giữ Shift mà đóng ngoặc vuông là chúng ta đang tăng độ cứng cho công cụ. Thì đấy là thao tác bằng bàn phím nhé. Còn bây giờ nếu như thao tác giữ Alt như vừa rồi có làm được không? Có làm được, nhưng mà về hướng gì thì nó xử lý khác thêm một tí. Các bạn nhìn này, nhấn giữ phím Alt này, kích giữ phím phải chuột này, và các bạn thay vì là di sang trái hay sang phải thì các bạn có thể là gì đây nhỉ, kéo lên trên hay xuống dưới. Đây này, các bạn nhìn rất rõ ở cái ô này, nó sẽ có một cái ô mà nó mô tả luôn đây đang là kích thước bao nhiêu pixel đầu bút, đúng không, hardness bao nhiêu, opacity bao nhiêu, là chúng ta có cái giải thích đó. Đây, nếu như tôi kéo xuống như thế này là tôi có thể tăng hay giảm hardness. Đấy, kéo xuống dưới hoặc là gì đây, kéo lên trên, kéo lên trên là giảm độ cứng, và gì đây, kéo xuống dưới là tăng độ cứng, thay vì là kéo sang phải hoặc kéo sang trái. Ok, đến đây thì chúng ta đã giải quyết xong được một cái khái niệm, đó là kích thước và độ cứng mềm của đầu công cụ bất kỳ. Sau khi chúng ta giải thích xong đến các vấn đề đó thì chúng ta quay trở lại, chúng ta tẩy thử ở đây nhé. Các bạn quan sát ở đây, bây giờ tôi tẩy, để ý kỹ, tài liệu này của tôi chỉ có một lớp duy nhất có tên là background. Bây giờ tôi sẽ thao tác như sau. Tôi chọn công cụ tẩy và tôi bắt đầu tẩy một đường. Hình ảnh ở đây có bị mất đi không? Có. Và mất đi bằng cách nào? Tôi thấy màu đỏ xuất hiện. Thế màu đỏ này ở đâu ra? Màu đỏ này là chính ở cái ô màu gọi là ô background, màu hậu cảnh. Chúng ta giải thích một tí như sau. Nếu như mà chúng ta đặt một cái tờ giấy gì đó lên trên mặt bàn, về mặt nguyên tắc tẩy có nghĩa là sẽ xóa bỏ đi, không còn cái gì ở đấy. Nếu như bây giờ tôi tẩy rách cái giấy ở đấy đi, các bạn sẽ nhìn thấy cái gì? Các bạn sẽ nhìn thấy mặt bàn, đúng không? Và mặt bàn có màu gì thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu đấy thông qua cái vết rách khi mà chúng ta tẩy hết giấy đi. Đấy, cái logic của nó sẽ là như thế. Thế còn ở đây thì gọi là tẩy trong trường hợp này thì có lẽ là không đúng lắm, mà nó sẽ giống như là tình trạng bút xóa hơn. Bởi vì mặc định của chương trình là gì? Mặc định của chương trình là màu tiền cảnh là đen, màu hậu cảnh là trắng, giống như là chúng ta viết mực đen lên trên giấy trắng. Và do đó thông thường khi mà chúng ta tẩy như thế này thì nó sẽ lấy cái màu trắng ở cái hậu cảnh này nó phủ lên. Trường hợp này thì rất giống như là bút xóa, đúng không? Đấy, tức là phủ lên để che lấp đi cái gì chứ không phải là xóa đi theo cung cách của tẩy. Nhưng nếu như mà tôi làm ở một layer mà không phải layer background thì tôi được cái gì? Đây, các bạn quan sát, thì lúc này là tẩy đi và chúng ta thấy đằng sau nó là trong suốt, không có cái gì cả. Lớp background thì sẽ nhìn thấy mặt bàn, tại vì lớp đấy là lớp dưới cùng rồi. Nhưng một lớp lơ lơ lửng lửng thì nó sẽ chỉ cho chúng ta nhìn thấy cái độ trong suốt thôi. Đấy. Vậy thì có hai điều các bạn cần lưu ý. Nếu mà xóa thì có phải xóa trên lớp background hay không? Nếu lớp background thì hãy kích đúc rename nó thành layer 0 đi, để xóa là xóa thật, xóa mất đi chứ không phải là phủ một màu nào đó lên. Thế nhưng mà với tẩy này thì rõ ràng đến đây tôi và các bạn cùng tẩy được những chỗ mà mình không mong muốn. Nhưng mà làm sâu vào trong cái lá này thì có tẩy hết cái nền này mà vẫn giữ được lá hay không? Câu trả lời là thua, không làm được. Bỏ cả năm rời ra làm cũng không làm được vì nó phức tạp quá. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào để mà chúng ta giải quyết vấn đề này? Bây giờ mới đến việc của cái tẩy thứ hai. Tẩy thứ hai được gọi là tẩy background erase tool. Đấy, nó đã nói rất rõ cái vai trò của nó ngay trên cái tên của cái tẩy rồi. Background erase, tẩy để xóa nền. Bây giờ tôi chọn công cụ và tôi đưa vào đây. Các bạn cũng lại nhìn thấy một cái đầu tẩy tròn tròn, đúng không? Tôi nhấn Alt, tôi bấm chuột dưới đây nhỉ,
phải, và tôi kéo sang phải, kéo sang trái, tôi cũng tăng tăng giảm giảm được cái gì đây, kích thước giống như thế. Và bây giờ tôi tẩy. À, mặc dù là cái tẩy này của tôi đập trơm cả vào nền trời lẫn cái gì đây nhỉ, lẫn cái tàu lá, nhưng mà như các bạn thấy là tôi đang tẩy gì đây, tôi đang tẩy nền trời thôi, nó không đụng đến lá của tôi. Thế nó có phân biệt được không? Nó không phân biệt được. Tại vì quay trở lại cái bài đầu tiên mà chúng ta trao đổi với nhau, Photoshop nó quản các đối tượng như thế nào thì nó quản bằng màu, nó quản bằng điểm ảnh, chứ nó không hiểu rằng đâu là bầu trời, đâu là cái cây đâu. Thế vậy tại sao nó lại phân biệt được chỗ nào là cây để nó chừa mà nó chỉ tẩy trời thôi? Thì các bạn quan sát giúp tôi một tí, cái đầu tẩy này có khác gì cái đầu tẩy vừa nãy không? Có gì khác không nhỉ? Đây là đầu tẩy background này. Đây tôi quay trở lại đầu tẩy bình thường nhé. Đây, đầu tẩy bình thường đây. Đó. Thế bây giờ tôi chuyển đầu tẩy background. Có gì khác nhau không ạ? À đúng rồi. Các bạn nhìn thấy một cái dấu thập ở giữa, đúng không? Và đây chính là cái mẹo xử lý đấy. Đây các bạn để ý. Bây giờ nếu như mà tôi để cái tẩy này vào đây, về mặt diện tích thì các bạn nhìn thấy là diện tích này nó chồm lên cả cái lá lẫn nền trời. Tuy nhiên các bạn lưu ý giúp tôi là quan sát xem cái tâm chữ thập nó nằm ở đâu. Tâm chữ thập đang nằm ở nền trời. Và bây giờ tôi kích chuột vào đây thì nó sẽ chỉ xóa cái phần liên quan đến nền trời mà không đụng đến cái lá. Lý do thì là vì cái chữ thập đấy nó đã chỉ định là màu nào cần xóa. Chữ thập nằm ở đâu thì trong phạm vi diện tích cái đầu tẩy đấy nó sẽ chỉ tìm và nó xóa cái màu giống như cái màu nằm ở cái chữ thập đấy thôi. Mà màu ở chữ thập là màu lên trời, do đó nó chỉ xóa lên trời thôi. Với cách như thế này thì trong một cái file này nó có vẻ là phức tạp, nhưng tôi hoàn toàn có thể đưa một cái tẩy vào đây mà tôi chỉ cần lách, tôi đặt đúng cái dấu chữ thập vào màu nền trời mà thôi. Và như thế thì tôi có thể là làm sao đây, xóa sạch được những cái phần mà liên quan tới nền trời, đúng không? Và nó chừa lại những cái gì, nó chừa lại những cái phần mà liên quan tới lá, màu khác nhau, độ nhạt khác nhau, nó phân biệt được hai màu này khác nhau và nó sẽ chỉ xóa cái màu được chỉ định ở tâm điểm thôi. Với cách như thế này thì chúng ta lại có thể rất nhanh, tôi có thể xóa bay hết trời đi, trời xóa dễ hơn thì tôi sẽ còn lại cái cây. Chứ còn nếu như chúng ta dùng cái cách chọn cái cây với tất cả các lá của nó thì chắc chết luôn. Thầy có cách nào mà giúp cho cái tẩy của mình có cái hình tròn giống như trên tại gần đây của em có một cái tâm nhỏ Bạn đang không nhìn thấy diện tích cái tẩy đúng không? Ok, kiểm tra lại xem phím Caps Lock có bật hay không. có. Ok, tắt Caps Lock đi thì bạn sẽ nhìn thấy diện tích đầu tẩy. Không, nó không phải chuyển sang công cụ khác mà nó sẽ chỉ còn nhìn thấy một cái chữ thập. Trường hợp này là trường hợp để giúp cho mình kích làm sao được đúng tâm của cái công cụ vào cái khu vực mà mình cần. Nhưng mà mình sẽ lại không nhìn thấy cái diện tích đầu công cụ nó to hay bé như thế nào. Đấy. Cho nên là các bạn nếu mà có ba cách nhé, có ba cách hiển thị. Một là nhìn thấy một cái dấu thập. Hai là nhìn thấy một cái vòng tròn. Và ba là nhìn thấy cái hình biểu tượng của cái công cụ đấy. Hình biểu tượng là như thế nào? Tôi lấy ví dụ như là các bạn dùng công cụ tẩy nào thì các bạn phải nhìn thấy cái biểu tượng giống như thế này. Đấy. Thế nhưng cái cách đấy thì là dễ nhận ra là chúng ta đang dùng công cụ gì, nhưng mà lại rất khó dùng tại vì là nó không đại diện được cho cái bản chất của công cụ. Ngoài cái hình mà chúng ta không biết là công cụ này nó to bao nhiêu, nó cứng hay nó mềm. Đấy, thì rất khó. Thì trong Photoshop thì họ để những cái đấy ở đây. Các bạn vào trong menu Edit, các bạn vào Preference và vào General, sau đó thì chúng ta sẽ Next Next hoặc là Preview để chúng ta xem là nó cung cấp cho chúng ta những cái công cụ hoặc là cái cách hiển thị như thế nào. Ví dụ đơn giản nhất là Interface chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy là ở trên này nó có một cái phần gọi là phần Color Gem.
Đó. Và các bạn có thể chọn để hiển thị cái giao diện này nó sẫm hay là nó sáng. Đấy, ví dụ muốn thiết lập màu như thế nào thì các bạn chọn màu như thế và các bạn sẽ có được một cái giao diện sẫm hoặc sáng theo ý mình. Đấy. Có bốn biến thể tất cả. Hoặc là các bạn sẽ có một vài cái khác, ví dụ như là để tôi tìm cho nha, tool này, show tool tip này, resize enable sheet view sheet. Đây này, cái mà các bạn đang hỏi thì nó sẽ nằm ở cái tùy chọn là cursor con trỏ chuột. Ở đây thì các bạn sẽ có một số kiểu này, đây dạng standard đúng không? Dạng standard này thì các bạn sẽ nhìn thấy dùng công cụ nào thì nó có đúng cái hình công cụ đó luôn. Đấy, cách này thì để giúp chúng ta biết được chúng ta đang dùng công cụ nào, nhưng cách này là cách cực kỳ kém về độ chính xác, tại vì là nó chỉ có cái hình này thôi, trong khi có những lúc chúng ta sử dụng những công cụ có kích thước rất to rất nhỏ, và nếu như mà nó chỉ thể hiện theo kiểu icon này thì đôi lúc chúng ta kích không chuẩn được. Đấy, còn đây file này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có gì đây nhỉ, có một cái dấu tròn và có bốn cái gạch trông hơi hơi giống như cái kính ngắm của súng bắn tỉa. Thế thì các bạn có thể chọn giữa hai chế độ này. Đấy, standard thì thực ra khuyến cáo không nên dùng cách này, ít ra nó còn biết được là tâm công cụ đặt vào đâu. Đấy, còn bình thường ra đúng chuẩn nó sẽ là vòng tròn này lớn hay nhỏ. Đó, đây standard này, PS này, đây, normal này, full size này, show crosshair này. Đấy, thì các bạn sẽ có những cái kiểu khác nhau. Tuy nhiên thường là nó sẽ mặc định cho các bạn ở cái chế độ là gì đây nhỉ? Normal Brass Tip. Đấy, đây là kiểu mặc định của chương trình. Thế còn khi mà tôi đưa vào đây, các bạn nhìn thấy là có kích thước, nhưng nếu mà tôi bật caps lock lên, các bạn sẽ chỉ còn nhìn thấy cái tầm này thôi. Đấy. Nếu lúc nào mà không nhìn thấy kích thước thì kiểm tra ngay caps lock có bật hay không. Tắt caps lock thì các bạn lại nhìn thấy kích thước. Ok, thế đến đây thì chúng ta đã có được cái công cụ để mà chúng ta tẩy lên trời rất là tuyệt rồi rồi, đúng không? Thế nhưng mà còn một vài điều mà các bạn cần phải xem. Đây tôi sẽ undo lại vài bước để mà chúng ta nói kỹ hơn về cái phần này. Ở trên này thì các bạn sẽ có một cái phần limit, nó sẽ có mấy cái lựa chọn như sau. Thế nha, chúng ta phóng lớn lên để chúng ta trao đổi kỹ hơn về cái này. Bây giờ tôi chọn công cụ nhé, và tôi tạo ra một cái vùng tròn. Các bạn nhìn thấy trong cái diện công cụ của tôi chờm cả vào nền trời, còn chờm vào rất là nhiều cái phần lá và rất nhiều mảnh trời con này. Thế thì tùy vào chế độ, chúng ta có 3 chế độ. Một chế độ là discontinuous này, một chế độ là continuous và một chế độ là finish. Một chế độ thay đổi thì nó sẽ tương ứng cách làm việc thay đổi. Ví dụ như là chế độ continuous này, khi tôi kích vào đây làm đâu nhá, đó nó sẽ chỉ xóa trong trời khác mà nằm cũng ở, không xóa. Lý do vì sao? Khi mà gặp phải một cái giải màu khác thì thôi nó dừng lại. Có nhớ cái bài giảng của chúng ta ở cái phần công cụ Magic One không? Đấy. Khi mà công cụ đang tìm tòi những cái màu giống nhau mà nó gặp phải một cái giải màu khác mà kéo dài thì nó cho rằng đấy là đường biên của một đối tượng khác rồi, cho nên nó sẽ dừng lại và nó không xử lý tiếp nữa. Thì cái chế độ Continuous này chính là như vậy. Nhưng nếu bây giờ tôi chuyển sang chế độ Discontinuous có là làm sao ta sẽ sửa, đúng không? Thế còn chỗ nào mà nó gặp phải cái giải màu khác
nó sẽ nhảy qua và nó tìm tiếp ở trong diện tích đấy những cái màu nào giống như màu ở trong tâm đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó xóa bất chấp là có phải gặp một cái màu nào khác mà cản đường, nó cũng kệ, cứ đúng màu đấy là xóa, trừ cái màu còn lại lại. Thế còn cái trường hợp thì cái này là nó sẽ khi nào nó gặp phải một cái màu khác thì thôi nó dừng. Đấy, ví dụ thân cây dừa đây thì nó cũng sẽ dừng. Đấy, nó tự xác định được là cái chỗ nào là chỗ gì đây nhỉ, ranh giới đấy. Và bằng cách như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là việc tẩy xóa một cái nền nó quá là đơn giản so với cách mà chúng ta chọn lấy cái cây. Và trong trường hợp như thế này thì chúng ta có thể lọc ra, chúng ta lấy cái cây bằng cách là xóa lên trời đi, như thế nhanh hơn, tức là tư duy ngược đúng không? Trước là chúng ta cứ phải lấy cái cây lần trước chúng ta, hay là một cái vật gì lần trước chúng ta lấy và chúng ta đem đi chỗ khác chúng ta ghép đúng không? Nhưng bây giờ thì thôi, tôi xóa bỏ lên đi thì cây sẽ còn lại. Thế còn cái yếu tố cuối cùng là gì? Cái công cụ cuối cùng là công cụ tẩy ma thuật, công cụ magic. Thế thì thực ra đây là một cái sự kết hợp giữa công cụ Magic Wand để tạo một vùng chọn. Sau khi mà chọn xong một vùng chọn, chúng ta nhấn phím Delete thì nó sẽ xóa về đây. Chúng ta sẽ xóa cái điểm ảnh nằm ở trong vùng chọn đó. Thế thì cái công cụ Magic Erase này thực tế thì nó làm cái thao tác là kèm luôn, kiêm luôn cả hai thao tác đó. Có nghĩa là vừa tạo ra một vùng chọn và đồng thời tạo xong một cái thì xóa luôn. Khi tôi kích chuột vào một khu vực nào đó thì tại cái điểm kích chuột nó sẽ được coi như là tâm lấy màu mẫu, và sau khi xác định xong được giá trị màu thì nó cũng lại giống như Magic Wand, nó phát triển ra bốn phương tám hướng và tìm tất cả những cái điểm màu nào có giá trị giống như tại cái điểm kích chuột. Và nếu như đã tìm được rồi, tìm xong lập tức nó xóa tất cả những cái điểm đó đi. Và với cách như thế này thì tôi cũng xóa vô cùng nhanh cái nền trời này. Tất nhiên các bạn phải lưu ý cho tôi là có để chế độ contiguous này không. Nếu không thì những cái khu vực nền trời mà xen kẽ ở trong lá này nó không tẩy được đâu. Đây bây giờ chúng ta sẽ phải làm lại. Đó là chúng ta đánh dấu cái chế độ là contiguous này thì bỏ đi. Đấy, và bây giờ tôi kích vào đây thì nó sẽ tự sụp vào trong các khe lá này để nó tìm những cái mảnh trời có màu giống như thế, nó xóa đi luôn. Và với thao tác như thế này thì tôi cũng vô cùng nhanh khi mà xử lý cái cây này tách ra khỏi nền. Đến đây thì đã hết vấn đề về tẩy ấy chưa? Chưa hết. Quay trở lại một chút với lại cái công cụ tẩy thường đi. Đây. Thì các bạn để ý là chúng ta còn có thêm một cái giá trị nữa ở đây. Nhưng mà cái này là cho tẩy thường thôi nhé. Đó là Erase to History. À, nghe đụng đến History thì thấy quen quen. Đó là tẩy mà mang tính khôi phục. Ở đây có hai cách nhé. Một là tôi tẩy để tôi bỏ hẳn một cái gì đó đi. Đó. Hai là trường hợp ví dụ như là các bạn thấy là một cái quyển vở của chúng ta ngày đi học đấy mà bị nhem nhem bẩn bẩn, thì chúng ta không phải là tẩy cái nội dung bài vở chúng ta viết, mà là chúng ta tẩy khẽ để loại bỏ cái bẩn đi, để trả lại cái sự sạch sẽ cho quyển vở. Thì cái lệnh Erase to History nó chính là như thế. Ví dụ như bây giờ tôi thấy chỗ này làm quá là rồi thì tôi bật cái chế độ là Erase to History và tôi tẩy vào đây. Nhưng cái này tại sao các bạn lại thấy tẩy không được? Tại vì đây là cái dán vào, nó không có lịch sử, nó không có nguồn gốc. Bên này có được không? Cái ảnh này thì có. Đây ví dụ tôi vẽ bậy vào đây một tí, một số thứ đúng không? Hoặc là kể cả tôi tẩy mất đi một số thứ đi. Đấy, bây giờ tôi sử dụng cái tẩy và tôi chọn cái chế độ Erase to History thì tôi tẩy đến đâu thì nó lại khôi phục lại đến đó. Cái này nếu như mà bạn nào để ý vào cái nghệ thuật hay hội họa một tí thì chúng ta sẽ dùng cái từ nó hơi chuyên môn một tí, gọi là phục chế đúng không? Những cái lỗi cái hỏng thì chúng ta sẽ phục chế lại để cho nó trở về nguyên bản. Thì cái tẩy này Erase to History chính là như thế. Đây nhìn kỹ lại nhá, bẩn này rách này đó,
sai sót, nói tóm lại là những cái gì đó nó thay đổi cái nguyên trạng, thay đổi gốc đi rồi, thì tôi chỉ cần vào tẩy, tôi vào cái chế độ erase to history, tẩy hết vào những cái chỗ sai lẫn đó thì nó sẽ hồi phục lại về nguyên bản. Nhưng mà tất nhiên hãy nhớ là cái này có nguyên bản hay không? Có, tại vì là nó là một cái file mà tôi mở ra trong máy. Nó có cái thời điểm mở ra, nó được ghi lại là lúc đấy nó có bao nhiêu pixel, chỗ đấy màu gì, nó phải có tham số như thế thì nó mới khôi phục được. Còn bên này tại sao lại không được? Bên này tại vì tôi copy các thứ về sau, bản thân cái file này còn chưa có tên, chưa được lưu, cho nên nó không có nguồn gốc, nó chưa được lưu bao giờ cả, cho nên nó không sử dụng được cái chế độ history là vì thế. Mấy cái mà dù mình làm rồi xong rồi mình vẽ lên rồi mình up lên mạng, mình lấy trên mạng này là mình cũng không được khôi phục gốc ban đầu. Đúng rồi. Mà có liệu có cái nào mà khôi phục được không? Một khi mà bạn đã đóng máy, bạn đã xếp và đóng máy lại thì không có cách nào khôi phục được cả. Tức là khôi phục là gì? Khôi phục là khôi phục về một thời điểm được xác định. Thời điểm xác định đó là thời điểm nào? Thời điểm sau khi bạn xếp vào rồi, nó đã lưu giữ tất cả các tham số đó rồi. Thì khi mà bạn đang thao tác, bạn mở tiếp nó ra, bạn thao tác thì nó có một thời điểm, chính là cái thời điểm mà gì đây, vừa mở ra nó ghi dấu lại đấy, còn đã thay đổi hết rồi thì nó, và sau đó bạn lại xếp lần nữa rồi thì nó sẽ là một cái history của tiếp theo chứ không phải là history của cái cũ nữa. Do đó nếu như mà về mặt nguyên tắc các bạn muốn mà giữ lại một cái gì đó bền vững thì các bạn đừng bao giờ làm trên file gốc cả, đúng không? Ảnh của mình có những cái độc bản duy nhất, hoặc là khách đưa đến cho mình tài liệu thì đừng bao giờ làm trên cái đấy, mà hãy nhân bản nó lên làm phá thoải mái đi. Nhưng một khi mà khách ưng ý thì thôi, ok, không nói làm gì. Còn khách mà bảo là tôi không đồng ý cái này, làm lại cho phương án khác, thì các bạn vẫn còn cái ảnh gốc để các bạn làm. Chứ đến lúc mà các bạn đã phá chán ở trên đấy, xếp lại rồi thì là còn lấy đâu ra cái trường hợp ảnh gốc để mà làm lại theo một phương án khác nữa. Làm từ một cái gốc nó khác, mà làm từ một cái đã bị phá rồi nó khác nhau hoàn toàn chứ. Đấy, cho nên là ít nhất, hoặc là các bạn nhân bản cho tôi lên thành một layer khác và làm trên layer nhân bản thì sẽ vẫn còn cái layer gốc ở dưới cùng, đúng không? Hoặc là không thì các bạn phải duplicate nó ra thành một cái tài liệu khác. Đó. Nhưng mà còn cái trường hợp ở trên mạng thì tôi lại nói lại một chút là các bạn không thể xử lý được. Vì sao? Vì là ở trên mạng nó là dạng JPEG. Cái mà chúng ta làm việc ở dưới này thường thường là chúng ta làm việc theo kiểu là gì đây nhỉ? PSD là nhiều layer, đúng không? Nhưng khi mà lên mạng thì nó không chấp nhận PSD, mà nó lại chỉ chấp nhận JPEG hay PNG hay GIF hay một cái định dạng nào khác. Mà những định dạng đó nó không hỗ trợ theo dạng là gì đây? Nhiều layer. Cái chúng ta làm rất tiện là nhiều layer, nhưng post lên mạng thì chỉ post được những cái dạng mà nó chỉ chấp nhận một layer thôi. Nó khó là khó chỗ đấy. Ok, thế đến như vậy là chúng ta đã biết thêm được cái nhóm công cụ tẩy. Đấy, ngoài cái giá trị gọi là tẩy, xóa, bỏ đi những cái gì mà không muốn, thì trong thực tế với cái logic ngược thì chúng ta cũng có thể dùng nó để chúng ta lọc, chúng ta lấy được một cái đối tượng nào đó. Một khi đối tượng đó là đối tượng mà quá phức tạp, các công cụ chọn không chọn được tốt, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ tẩy để chúng ta tẩy cái nền đi. Nếu như tẩy nền đơn giản hơn thì chúng ta sẽ dùng nó để tẩy, để giữ lại cái đối tượng phức tạp phía trước.